Mèo Mignon xin chào các bạn. Trước mắt chúng ta, một con quỷ khổng lồ đang bước vào thành phố, nơi đã từng là nhà anh. Anh là hoàng tử, con trai vua người khổng lồ. Câu chuyện về người khổng lồ trước giờ chỉ ở trong nhà sách, những kệ bày chuyện cổ tích. Không ai biết rằng anh là người cuối cùng còn tồn tại. Cô gái này ngầu lòi, chở chiếc hộp sọ đi ngang qua mặt hoàng tử, đố anh bắt được em. Anh nhận ra điều gì đó, cầm đầu lâu lên anh hiểu ra, vì anh sống quá dai mà cả gia tộc đã ra đi, để lại mình anh bơ vơ trên cõi đời. Nhìn vào tòa nhà bằng kính, anh thấy mình già cỗi, râu tóc lồm xồm hơn cả lão sếp của tôi. Anh điên cuồng phá hủy thành phố, những nơi anh đi qua tất cả mọi thứ đều vỡ vụn. Cô bé tí hon này đi leo núi với bố. Hai bố con leo lên đến đỉnh, tận hưởng bầu không khí trong lành, ngắm nhìn ngọn núi khổng lồ phía đối diện. Có một câu chuyện cổ tích về ngọn núi, rằng không chỉ là một tảng đá vô tri, nó là một sinh vật. Bố bảo tí hon hãy cảm nhận bằng trái tim. Cô bé chăm chú nhìn thẳng, những gương mặt bằng đất đá hiện lên, trái tim phủ tuyết, xương băng giá. Rồi 20 năm sau, một nhóm khảo cổ đang đào bới bên bãi biển. Họ đã lục lọi khu vực này suốt 6 tháng trời. Cô bé tí hon giờ đã dậy thì thành công. Cô cầm sẻng tiếp tục đào. Đồng nghiệp gọi cô là thợ săn khủng long. Nguồn tài chính gần như cạn kiệt, cuộc tìm kiếm đi vào bế tắc, nhưng cô từ chối quay về. Cô nói với đồng nghiệp tôi cần thêm chút thời gian, tôi cảm nhận được chắc chắn có cái gì đó ở đây. Một giây sau cô đụng trúng cái gì đó dưới đất. Giọng ca ú òa của Mono vang lên, hóa thạch khủng long đây rồi. Cả nhóm mở sâm panh ăn mừng thành quả. Cuộc biểu tình nhộn nhịp, chống lại một nhóm dùng mình mở thông ngọn núi để xây dựng tuyến đường sắt. Bất chấp những người phản đối, ông ta vênh cái mặt ấn nút cho mình nổ cái bùm. Bất đá bay tung trời, thế nhưng công việc của bọn họ không thuận lợi cho lắm. Công nhân mò vào trong chuẩn bị khai thác, thì những vụ nổ bí ẩn liên tục nhắm vào họ. Chính phủ nhận được thông tin lập tức cho máy bay trinh sát đến. Từ trên cao, họ phát hiện những dấu chân khổng lồ. Không thể giải thích được điều này, họ mở ra một cuộc họp, mời các chuyên gia đến dự, bao gồm cả nhà sinh vật học, là chị gái săn khủng long. Chị trợ lý mang đến một video do người biểu tình ghi lại. Trong video, đất đá văng lên khỏi một cái khe, ném vào những đoàn thợ mỏ và những người biểu tình. Một người khổng lồ bằng đá xuất hiện mờ ảo trong đám bụi. Tại một làng quê hoang vắng, hai vợ chồng già đang uống trà, đột nhiên mặt đất rung chuyển. Hai ông bà già sợ quá, kéo nhau xuống hầm trốn. Lúc trở lên thì một nửa căn nhà đã vỡ vụn. Thợ săn khủng long là giáo sư Thayman, cô quyết định tạm dừng dự án của mình để hỗ trợ cho công việc tại núi Dolve nếu cần. Thayman cùng anh mặc vest lên đường đến ngọn núi. Họ dừng lại ở nơi nhà ông bà già vừa bị tàn phá. Cô phỏng vấn hai ông bà. Ông thì bị điếc, con chó thì hoảng sợ, bà thì nghe thấy tiếng hú. Họ phát hiện một dấu chân khổng lồ nhưng không có dấu hiệu của sự sống. Họ lên trực thăng lần theo dấu chân, đi qua một thung lũng quen thuộc, hạ cánh xuống một ngôi nhà nhỏ. Một ông già chán bóng, tóc râu rậm rạp vác súng phi ra khỏi cửa. Ơn giời, đây là bố của Thayman. Ông chĩa súng hỏi con gái, thằng mặc vest kia là ai? Sau màn chào hỏi căng thẳng, ông đi mặc quần do ông yêu cuộc sống thả rông. Cô cho bố xem những gì mình thu thập được. Ông giải thích cho con gái về cổ tích quỷ khổng lồ. Cô là một giáo sư theo thuyết duy vật, chỉ tin vào khoa học. Có lẽ đó là lý do hai bố con không thể ở gần nhau suốt những năm qua. Dù bất đồng quan điểm, Thayman vẫn cần ông giúp đỡ. Họ bay tới ngọn núi, hai bố con tiếp tục tranh luận, đột nhiên một con mắt khổng lồ mở ra sau lưng họ. Lùm đất đá bắt đầu di chuyển rồi đứng lên, nó có hình dạng một người khổng lồ, đôi mắt sâu nhưng không đẹp trai bằng idol Ấn Độ của tôi, nhìn như lão sếp mùng lông và có một cái đuôi. Bọn họ nhanh chóng trèo lên trực thăng, ông bố vô cùng thích thú vì quan điểm của mình đã được chứng minh từ bằng chứng sống này. Cả nhóm vừa hoảng sợ, vừa vô cùng kinh ngạc. Quay về căn cứ, Thayman cần thêm thời gian để nghiên cứu về sinh vật, nhưng chính phủ không thể đợi nên quyết định giao vụ việc cho lực lượng vũ trang. Bố Thayman gọi đó là quỷ khổng lồ, từ xưa đến nay ông luôn tin vào thuyết cổ tích, ông đã dành 20 năm để nghiên cứu về nó. Thayman hồi còn bé từng bị mê hoặc bởi những câu chuyện ông kể, nhưng khi lớn lên, trở thành một nhà khảo cổ thì cô không tin có cổ tích ở trên đời. Nhưng đôi khi, một thoáng chốc nào đó, trái tim cô hướng về sự kỳ bí cổ tích. Ông cố gắng khơi gợi niềm tin đó trong cô, hạt giống của những niềm tin xưa cũ lại một lần nữa nảy mầm. Cô này nỉ đại úy Kurzit cho hai bố con bám đít đến thung lũng. Họ chuẩn bị lực lượng, tập kích ở trong rừng. Hai bố con có cơ hội để hòa giải, hồi tưởng lại những ký ức tươi đẹp về người mẹ đã mất khi cô mới 10 tuổi. Quỷ khổng lồ xuất hiện, quân đội được lệnh tấn công khai hỏa vào con quái vật. Đại bác đã liên tục nổ sáng một góc rừng, anh quái vật bị gãi ngứa. Công lực cỡ này, tuổi gì trưởng được anh? Anh quay tay cầm một binh sĩ nhai trắng miệng. Súng ống của con người anh coi như đồ chơi. Bố Thayman đứng trước mặt anh quái vật, một cách thân thiện trấn tĩnh anh. Lợi dụng cơ hội này, khẩu đại bác nhắm bắn ầm ầm. Anh quái vật tưởng ông cố tình dụ anh, quá tức giận vung tay một cái, ông bay ra xa. Thayman vội vàng chạy đến, ông đang hấp hối, giây phút cuối đời ông được chứng kiến tận mắt minh chứng cổ tích. Bằng chút sức lực còn lại, ông cho con gái biết một vài manh mối, rồi đang xuất khỏi trái đất. Anh quái vật đi bộ đến một công viên, mọi người hoảng loạn xô nhau mà chạy, chỉ có cậu bé tóc vàng cầm cây kem còn đứng đó. Ngước đầu nhìn lên, đôi mắt cậu tò mò, thích thú, thán phục hay sợ cứng đơ người, tôi cũng chẳng biết nữa. Nén nỗi đau, Thayman tiếp tục công việc, cô đề nghị chính phủ một chiến lược cấp tiến. 4 chiếc trực thăng đeo chuông, bay xung quanh anh quái vật. Rung cái gì mà rung,
anh đau hết cả đầu. Mấy cái máy bay mô hình mà tưởng ngầu lòi à? Anh đưa tay tóm lấy một chiếc, tiện tay ném vào chiếc kia. Ba chiếc trực thăng vỡ vụn như bánh quy. Một chiếc lao thẳng về phía cậu bé tóc vàng. Anh quái vật đưa tay bắt lấy cứu sống cậu bé. Bản tin thời sự đầy những thông tin về anh quái vật. Theo dấu vết thì anh đang tiến về phía thủ đô Oslo. Chính phủ vẫn chưa từ bỏ ý định tấn công quái vật. Thaiman phản đối kế hoạch này. Cô đề xuất cho cô thêm thời gian tìm ra giải pháp. Thủ tướng vẫn khăng khăng với kế hoạch ban đầu, đã đít cô ra khỏi đội. Nhưng cô đã kịp có những người ủng hộ mình. Anh mặc vest và đại úy Kurzit. Thủ tướng ban bố tình trạng khẩn cấp, di rời toàn bộ dân cư thủ đô, quân đội ở khắp mọi nơi. Những cuốn sổ ghi chép và lời trăn trối cuối cùng của bố cho cô, đó chính là manh mối quan trọng. Anh mặc vest cùng Thaiman đến cung điện hoàng gia, gặp người đàn ông tên Sinding. Ông đưa họ vào một căn hầm. Nơi này từng là nhà của vua khổng lồ, đã bị xóa sổ nhiều năm về trước, chỉ còn lại xương cốt của họ. Thaiman kinh ngạc chứng kiến căn mộ tập thể khổng lồ, nơi xảy ra vụ thảm sát. Ông vua mới đã tha cho hoàng tử, dù anh đến dãy núi Dorve và nhốt anh ở đó mãi mãi. Thaiman cuối cùng cũng hiểu ra, hoàng tử muốn trở về nhà. Hoàng tử khổng lồ chậm chậm bước đến, chỉ huy ra lệnh khai hỏa. Đại bác không ăn thua, trước nguy cơ thủ đô bị phá hủy, thủ tướng ra lệnh tiến hành kế hoạch đặc biệt nhằm tiêu diệt con quái vật. Họ mang tên lửa mạnh nhất ra hủy diệt anh hoàng tử khổng lồ. Thaiman thóng ngay một chiếc xe của cung điện, gọi điện cho đại úy Kurzit nhờ trợ giúp. Đại úy móc nối với cô hacker trong trụ sở. Cô thành công ngăn chặn vụ phóng tên lửa. Bên này, anh huy động một đội binh lính để thực hiện một chiến dịch. Hoàng tử tiến về phía cung điện. Thaiman lái chiếc xe bán tải ngầu lòi, chở đằng sau chiếc hộp sọ khổng lồ. Hoàng tử nhìn thấy đầu lâu đồng loại, anh cầm lên tay, mắt ướt. Anh nhận ra mình đơn độc trên cõi đời, giống như Thaiman vậy. Anh đi đến đâu? Nhà cửa, cầu cống vỡ vụn đến đó. Thaiman cùng đồng nghiệp nhiều fan ship bị anh vô tình dẫm bẹp. Đại úy cờ giết lệnh cho đoàn xe tăng vây xung quanh, phát những chiếc đèn khổng chiếu vào anh. Tại trụ sở, cô hacker bi cấp trên phát hiện, ông ta ra lệnh chuẩn bị phóng tên lửa lần nữa, mặc kệ nguy cơ gây thiệt mạng dân thường. Thấy ông độc đoán, cô hacker đi ngay đường quyền, lão ta xỉu ngay tại chỗ, một lần nữa hủy phóng tên lửa thành công. Bên này, hoàng tử khổng lồ đang bị chói mắt bởi những ngọn đèn. Cô đã nhầm, ánh sáng nhân tạo không ảnh hưởng gì đến cơ thể anh. Thaiman cố gắng thuyết phục anh về lại ngọn núi. Cô không muốn làm hại anh, muốn anh tiếp tục sống dù đơn độc. Hoàng tử hiểu ra vấn đề nhưng đã muộn, mặt trời ló dạng, ánh sáng chiếu vào phá hủy cơ thể anh. Cuối cùng, anh ngã gục, tạo nên một ngọn núi đá giữa thủ đô. Để tưởng nhớ, Thaiman đặt tên ngọn núi này theo tên bố cô. Thủ tướng đến hiện trường, bà thể hiện sự tôn trọng với giáo sư Thaiman. Bình yên về lại thành phố, anh mặc vest hỏi Thaiman, cô có nghĩ rằng ngoài kia có quỷ không? Cô chỉ cười, có lẽ muốn các bạn comment trả lời câu hỏi này bằng trí tưởng tượng, IQ 200 siêu đỉnh. Chúng ta, con người hãy để thiên nhiên được tự do. Một khi chúng ta cố gắng can thiệp, thiên nhiên sẽ phản kháng bằng cách này hay cách khác. Mặt khác, hãy để trí tưởng tượng bay xa. Ngoài kia, còn rất nhiều điều kỳ bí mà chúng ta chưa biết tới. Bộ phim cho chúng ta thấy, ngoài kia, điều kỳ diệu thật sự tồn tại. Như lời của ông già trong phim thì, nhìn thấy mới tin là chưa đúng, mà nếu tin thì chúng ta sẽ thấy. Các bạn nếu có thời gian hãy xem bản đầy đủ nhé. Hôm nay thì đến đây thôi, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Đừng quên cho mình xin một like, một đăng ký nha. Cảm ơn cả nhà.